ma quỷ, sát nhân hàng loạt, hiện tượng siêu nhiên, tất cả đều là chất liệu quen thuộc để làm nên phim kinh dị. Có điều, thế giới đã sản sinh rất nhiều tác phẩm khai thác những hình tượng như thế rồi. Tuy nhiên, trong dòng chảy quen thuộc đó, có nhiều người sẵn sàng phá cách hơn, biến những vật dụng quen thuộc mà chúng ta cầm nắm hàng ngày như là TV, sách báo, đồ chơi trở thành thế lực tàn ác, ngày đêm giày vò những nạn nhân xấu số. Vậy, đâu là những đồ vật bị ám đáng sợ nhất trên màn ảnh? Hãy cùng Phi Phim tìm hiểu ngay sau đây. Nhắc đến những đồ vật bị ám trong phim, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cuốn băng VHS quái ác trong hai phiên bản The Ring của Nhật Bản và Mỹ. Dù hai bản phim có đôi chút khác biệt, nhưng nhìn chung, chúng đều tạo ra một vật thể có sức mạnh không thua kém bất kỳ thế lực tâm linh nào. Món đồ này chất chứa hận thù từ người đã khuất. Cụ thể, khi bị thế gian ruồng rẫy, hắt bỏ chỉ vì mình có siêu năng lực, nhân sinh tội lỗi nọ đã nguyền rủa quận băng VHS, truyền tâm thức của mình vào đó, rồi kéo tất cả uất ức xuống địa ngục. Kể từ đó, bất cứ ai xem phải quận băng này đều sẽ thấy những hình ảnh dị hợm, quái đản và khó hiểu, là những hình ảnh chắp vá từ tiềm thức của hồn ma. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vì ngay sau khi quận băng kết thúc, nạn nhân sẽ nhận được một cuộc gọi nặc danh cùng một thông báo cụt lùn, ngụ ý họ đã dính phải lời nguyền chí tử. Trong vòng một tuần lễ, khán giả đen đủi kia phải tìm cách vô hiệu hóa lời nguyền, bằng không họ sẽ trở về với đất mẹ trong đau đớn. Nghe có vẻ nhân từ nhưng thực ra, việc phá bỏ lời nguyền mới là thứ đáng sợ nhất của quận băng, bởi bạn không thể hoàn toàn giải trừ nó. Điều duy nhất bạn có thể làm là truyền món đồ quái ác cho một người khác, khởi tạo vòng lặp đến vô tận. Rồi thế giới sẽ chìm trong lửa hận thù của linh hồn bất hạnh kia, trước khi ai đó chịu hy sinh để chấm dứt tạm thời. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này sẽ làm khó cả khán giả khi chúng ta cũng không chắc phải đưa ra lựa chọn như thế nào. Đáng chú ý, lời nguyền kiểu vòng lặp này còn được khai thác trong một số phim kinh dị về sau như là It Follows hay là Smile, chứng minh hiệu ứng khủng khiếp của nó. Đồng thời, quận băng cũng cho chúng ta thấy một ý tưởng xấu xa, tồi tệ có thể phát triển thành một con virus để hàng loạt sinh mệnh xuống vực thảm diệt vong. Ghen tuông, trả thù, giết người và thao túng tâm lý nghe rất giống một tên tội phạm tâm thần phải không? Rất tiếc rằng đó lại là những từ dùng để chỉ một chiếc xe hơi, một phương tiện những tưởng như là vô tri, vô giác. Ra mắt vào năm 1983, phỏng theo cuốn tiểu thuyết của ông hoàng kinh dị Stephen King, Christine luôn được coi là một bộ cult classic, ý chỉ những tác phẩm có cách thể hiện đặc biệt so với phim cùng thời đại. Kinh dị, giật gân với một chủ đề độc nhất, có thể nói bất kể chất lượng, bộ phim về chiếc xe chết chóc này là một trải nghiệm thật khó quên. Theo chân nam sinh hiền lành có tên là Arnie trong một lần nhìn thấy và quyết tâm phục chế một chiếc Fury cũ. Dần dần, cậu nhận ra chiếc xe với cái tên Christine có những biểu hiện lạ như là tự di chuyển hay là hiểu cả những gì mà mình nói. Nó ghen với cô gái mà Arnie dẫn đi chơi, khiến cậu phải nịnh rằng nó là nhất thì mới chịu nổ máy. Kinh khủng hơn, đám côn đồ ở trường trong một lần dám tới đập phá chiếc xe cũng đã nhanh chóng bị Christine trả thù và giết sạch. Đặc biệt là quá khứ của Christine cũng không hề bình thường. Trước khi bị bỏ quên và được Arnie tìm thấy, có không ít người đã chết một cách bí ẩn hoặc tự tử bên trong chiếc xe quỷ ám này. Tuy nhiên, có một điều chính đã khiến Arnie không nhìn ra, đó là bản thân cậu cũng đã bị ám bởi chiếc xe. Cậu cục cằn, cáu gắt và bạo lực hơn hồi trước. Arnie như bị chiếc xe mê hoặc và biến thành một con người khác. Sức mạnh của Christine cũng vô cùng bá đạo. Bất kể bị đập phá, méo mó hay thậm chí là cháy rụi, thì Christine sáng hôm sau vẫn lành lại về hình hài đẹp đẽ ban đầu. Thậm chí ở đoạn kết, sau khi đã bị ép đến mức chỉ còn là một khối hộp, chiếc xe vẫn cử động. Có thể nói, dù không rõ là tác phẩm năm 1983 này còn có thể dọa được các khán giả hiện đại hay không, nhưng Christine đích thị là một trong những bộ phim dị nhất từng được làm ra và là một trải nghiệm vô cùng giải trí. Muốn biết một chiếc gương có thể đáng sợ tới mức nào thì có thể nhìn vào Lazar trong Oculus. Không thể tự di chuyển, không chính tay tàn sát nạn nhân, cũng không có tấm thân bất hoại, nhưng chiếc gương ma quái ấy lại sở hữu khả năng nguy hiểm bậc nhất. Chỉ cần đứng trong phạm vi 30 feet quanh gương, thực tại trong đầu bạn sẽ bị nó bóp méo lúc nào không hay. Kỳ thực, laser chỉ có thể khiến nạn nhân nhìn thấy cái nó muốn, chứ không thực sự điều khiển hành vi của họ. Vấn đề là, chiếc gương ấy cực kỳ giả hoạt. Nó sẽ vẽ ra những thực tại rất thuyết phục, đánh trúng vào nỗi bất an sâu thẳm của nạn nhân. Dần dần, nạn nhân của Lazar sẽ mất niềm tin vào những người xung quanh và vào cuộc sống. Khi nạn nhân trở nên điên loạn cũng là lúc mà Lazar thu hoạch con mồi. Các nạn nhân sẽ ngộ sát người xung quanh, bị ngộ sát hoặc tự tìm đến cái chết. Linh hồn của họ sẽ bị hút vào một chiếc gương và trở thành một phần của nó. Hầu hết những người bị ảnh hưởng đều sẽ không nhận ra mình bị Lazar chi phối cho đến khi quá muộn.
Nhờ vẻ ngoài vô hại mà chiếc gương đã lừa được biết bao người, gieo rắc đến vô số thảm kịch. Dù chỉ đập là vỡ, nhưng khả năng thao túng tâm trí đã khiến laser không thể bị phá hủy, bởi bất kỳ ai có ý đồ công kích nó đều sẽ bị đánh chặt mục tiêu, thậm chí giết nhầm người khác. Có thể nói, đây chính là một trong những hiện vật đáng sợ nhất từng tồn tại trong các phim kinh dị. Trong thế giới điện ảnh, những cuốn sách cổ thường gắn liền với những quyền năng bí hiểm nào đó, bởi nó như một bể chứa với không gian vô tận, nơi các nhà làm phim có thể chọn bất kỳ thứ gì họ nghĩ ra vào đó để phục vụ cho một mục đích kể chuyện của mình. Trong phim kinh dị The Evil Dead, Necronomicon là một cuốn sách chứa các phép thuật đen tối có khả năng triệu hồi các thực thể ác quỷ. Bộ phim bắt đầu khi một nhóm bạn gồm 5 người quyết định đi nghỉ cuối tuần tại một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng sâu. Tại đó, họ tìm thấy một cuốn sách có tên gọi là Necronomicon và một cuộn băng ghi âm. Chúng đã bị bỏ lại bởi chủ nhân trước đó. Sau khi sử dụng cả hai đồ vật trên một lúc, họ đã vô tình giải phóng cho các thế lực ác quỷ đã ngủ yên trong nhiều thế kỷ. Ngay lập tức, các hiện tượng kỳ quái và kinh dị bắt đầu xảy ra. Cây cối biến đổi, người bạn trong nhóm phát điên và tất cả đã bị săn đuổi bởi những con quỷ đáng sợ. Cuốn sách Necronomicon là nguồn gốc cho những hiện tượng kinh dị đó. Necronomicon cho phép người sử dụng nó triệu hồi các thực thể ác quỷ từ thế giới bên kia. Ngoài ra, nó cũng có khả năng biến đổi và kiểm soát tâm trí của người đọc. Những người tiếp xúc với Necronomicon có thể bị ám ảnh về cả thể xác lẫn tinh thần dưới tác động của nó. Necronomicon đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện của The Evil Dead, góp phần giúp phim không chỉ dừng lại là một bộ phim kinh dị có tiếng mà còn là một phần của lịch sử điện ảnh và văn hóa đại chúng. Cái tên trong danh sách tiếp theo không bị ám bởi một con quỷ đơn độc mà đến từ một cộng đồng thực thể tâm linh. Với nỗ lực đổi mới dòng phim kinh dị vào thập niên 80, Poltergeist của đạo diễn Tobe Hooper đã mang tới một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất trong thế giới điện ảnh, khi đề cập về cách công nghệ có thể cướp mất đi linh hồn của con người ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong Poltergeist, TV được khắc họa như phương tiện để người ta kết nối trong cuộc sống hiện đại. Không chỉ là nguồn cung cấp thông tin trực quan nhất, màn hình vô tuyến còn mang lại những khoảnh khắc xôn vầy giữa các thành viên trong gia đình. Do đó, những nội dung thường nhật trên truyền hình đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của con người. Đôi khi người ta bật TV lên chỉ để có tiếng trong phòng khách cho vui nhà vui cửa. Lợi dụng thói quen đó, các linh hồn tà ác đã tìm cách thao túng thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình nhà Freelings. Bởi lẽ, đối với thế lực này, trẻ nhỏ không chỉ là đối tượng dễ bị dẫn dắt và tổn thương nhất, mà tâm hồn ngây thơ của chúng còn gợi lên những ký ức về tình yêu, về niềm hạnh phúc của trần thế. Đây là cảm giác mà các linh hồn không còn có cơ hội để trải nghiệm. Để rồi, sau khi có được thân xác của cô bé, thật sự không còn cách nào có thể ngăn cản bọn quỷ xâm chiếm và ám thêm nhiều thành viên khác trong nhà, khiến cho gia đình Freelings phải trở thành những người vô gia cư ở cuối phim. Bằng cách mượn TV để khai thác nỗi sợ tâm lý của con người, Poltergeist còn truyền tải một thông điệp đáng báo động tới thế giới hiện đại. Đó chính là khi các bậc cha mẹ cứ liên tục để con cái được tiêu khiển bằng những món đồ chơi công nghệ, thì có lẽ đâu biết chừng hậu quả tiềm tàng sẽ để lại cả một thế hệ không chốn dung thân về thể xác lẫn tinh thần, để rồi lạc lối trong chính tương lai của mình. Các bạn có tin là ngoài TV, gương hay là sách, một cái cúc áo nhỏ xíu tưởng chừng như vô hại cũng có thể trở thành công cụ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người khác không? Trong Drag Me to Hell, nữ nhân viên ngân hàng Christine chẳng may là nạn nhân của món đồ quỷ quái đó. Ngày nọ, cô từ chối đề nghị gia hạn thế chấp của một bà lão. Trong cơn tức giận, bà ta trù yểu cái cúc áo rồi đưa nó cho Christine, mở ra chuỗi ngày sống không bằng chết của cô. Cụ thể, nữ chính xấu số phải kinh qua rất nhiều hiện tượng siêu nhiên đáng sợ, từ những hình ảnh ma quái, hình ảnh dị hợm, cho tới hàng loạt linh hồn tà ác. Nếu như trong The Ring, nạn nhân có 7 ngày để tìm cách phá giải lời nguyền, thì trong Drag Me to Hell, thời hạn đó chỉ là 3 ngày mà thôi. Nếu nạn nhân không tìm được lời giải, họ sẽ bị kéo xuống vùng đất của Satan, đúng như tiêu đề của phim. Chính bởi những nguy cơ khủng khiếp này mà tâm trí Christine dần bị bóp méo, khiến cô không còn giữ được phần người mà chuyển dần về chế độ nguyên thủy, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cốt để giữ lấy cái mạng của mình. Cuối cùng, bản thân nữ chính cũng trở thành quỷ dữ mà cô không hề nhận ra. Để rồi sau tất cả, trái với nhiều bộ phim kinh dị khác, nơi mà nhân vật chính có một cái kết bình an, Christine đã bị kéo xuống âm ti chỉ vì một sơ suất nhỏ. Số phận bi đát của cô, cùng chiếc cúc áo nhuốm màu hỏa ngục, đã ám ảnh không ít khán giả, bởi biết đâu trong một ngày xấu trời, ta sẽ nhận phải cú sốc khủng khiếp từ những điều nhỏ nhất. Món đồ tiếp theo trong danh sách sẽ hơi khác biệt một chút. Nếu như những đồng nghiệp khác chỉ xuất hiện trong một, cùng lắm là hai phim, thì chiếc hộp đồ chơi này đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thoạt nhìn, Lament Configuration có vẻ là một chiếc hộp xếp hình bình thường, nhưng thực ra nó có thiết kế cực kỳ phức tạp và chứa cả một trời tà ác ở bên trong.
Cụ thể, đây là cánh cổng dẫn tới vùng đất của những Cenobites, hay còn được biết đến là sứ giả địa ngục. Hễ ai giải được chiếc hộp đồ chơi, họ sẽ bị đưa sang một chiều không gian khác và chịu tra tấn đến tận cùng đau đớn. Chắc có người sẽ tự hỏi là thế thì ai muốn động tay vào? Nhưng mà đừng tưởng nhầm, vì chiếc hộp này có sức hút rất mạnh liệt. Với vẻ ngoài vừa tinh xảo vừa huyền bí, cùng rất nhiều lớp lang hóc búa, nó sẽ tạo ra một ảo giác về một kho báu mà con người có thể chạm tới. Nhưng chỉ cần để bản thân rơi vào cám dỗ ấy thôi, bạn sẽ được gặp gã Manning Pinhead, như vậy thì trời cứu. Tóm lại, Lament Configuration không chỉ là biểu tượng của một chuỗi phim kinh dị mà còn là một lời cảnh tỉnh, thậm chí là trừng phạt cho dục vọng và lòng tham vô đáy của con người. Bằng đĩa rồi ô tô đi giết người nghe đã kỳ quái lắm rồi, vậy còn sát nhân lốp xe thì sao nhỉ? Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, có người đã từng làm phim về một cái lốp xe có thể tước đi mạng sống của người khác. Đã vậy nó còn có tên hẳn hoi nhá. Robert là kẻ phản diện chính trong bộ phim Rubber. Nghe có vẻ to tát, nhưng thật ra nó chẳng làm gì nhiều, chỉ lăn chậm chậm về phía trước. Nếu gặp nạn nhân khả thi, Robert sẽ đứng như phỗng, quan sát họ rất lâu trước khi tỏa ra xung lực cực mạnh thổi bay não kẻ xấu số. Nhưng điều khiến Robert thực sự đáng ngại là cách làm việc của nó. Cái lốp xe này cực kỳ vô tri, chẳng hành động theo một quy tắc hay là công thức nào, nhắm được ai là nó cho về chầu ông bà luôn. Đã vậy nó còn không có nguồn gốc rõ ràng, chẳng ai biết Robert từ đâu ra và vì sao có năng lực ngoại cảm mạnh tới vậy. Chúng ta chỉ có thể võ đoán rằng nó là sản phẩm từ một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó mà thôi. Chính ra, sự vô định của Robert lại mang tới một góc nhìn đen tối về cuộc sống, rằng ta chẳng biết ngày mai thế nào. Có thể ngày hôm nay, người này đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, hôm sau anh ta lại mất trắng vì một lý do trời ơi đất hỡi. Mặt khác, Robert còn đại diện cho tiếng nói của nhà làm phim phê phán tính bạo lực tràn lan, thiếu tinh tế của không ít nhà sáng tạo tại Hollywood. Phần cảnh cuối phim khi Robert hồi sinh dưới dạng một chiếc xe cút kít kéo anh em hội hè tiến đến xâm chiếm Hollywood hẳn sẽ khiến nhiều người trong cuộc phải cười ra nước mắt. Quả thực cái gì cũng có hai mặt của nó. Ai mà ngờ được một chiếc lốp xe trong Edward Vucci lại một ngày giết người như là John Wick cơ chứ? Ai mà đoán được một chiếc cúc áo nhỏ xíu lại có thể kéo người ta xuống địa ngục? Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Vì vậy, cẩn thận và không lạm dụng những thứ xung quanh vẫn là tốt nhất, phải không nào các bạn? Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt và chúc các bạn xem phim vui vẻ. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.